là con gái phải xinh. Dạ, anh chào cô. Dạ, cô ơi, cho con tới gửi tiền cô. Rồi lấy giấy viết ghi đi. À, con thấy ở đây có hay cho cô, cho con xin ở đây đi cô. Trời ơi, đang đây xê lại chút xíu cũng xin nữa. Nè, ghi vô. Dạ, này... Gửi nhiêu? Dạ, con gửi 5 triệu nha cô. Trời ơi, có 5 triệu thì để xài từ từ cho hết đi con, chứ gửi làm chi vậy? Dạ thôi, tại có chuyện cần mà cô. Lần đầu tiên đi gửi tiền hả? Dạ đúng rồi. Ghi rồi đó đó. Dạ rồi nè cô. Gửi cho ai vậy? Dạ cô cho con gửi cho 5 tài khoản nha cô. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao có 5 triệu mà mày gửi tới 5 tài khoản lận? Dạ tại nhiều người cần gửi quá. Thiệt tình á, mày mốt gom lại gửi một lần đi. Bây giờ muốn gửi 5 triệu 5 tài khoản phải không? Dạ. Gửi cho ai, tên gì nói? Dạ, cái đầu tiên á là con gửi cho tài khoản của con. Tài khoản của con 1 triệu. Dạ. Rồi. Cái thứ hai á là tài khoản của con của con. Ủa có con rồi hả? Dạ con chưa có con. Mày mới nói đó, con của con. À, dạ con của con á, tức là con có một đứa con nuôi. Con kêu con của con để cho cô biết đó là con nuôi. Tại vì con kêu nó là con ruột của con thì con sẽ kêu là con chứ không phải là con của con. Còn cái này là con của con, là con nuôi của con. Trời ơi, cái gì mà dài dòng rắc rối ghê vậy đó. Mới bị lớn mày đặt nhận con nuôi rồi nữa. Rồi tài khoản thứ ba. Dạ tài khoản thứ ba là tài khoản của má của con. Là vợ mày đó. Dạ không phải, con chưa có vợ. Mày mới nói má của con mày là vợ mày chứ ai. Dạ không phải, là con nuôi của con có một bà má ruột. Thì má của con là má của con nuôi con chứ không phải là vợ con. Con kêu là má của con để cô biết là má ruột của con nuôi con chứ không phải là vợ con. Trời sao nhà mày nuôi nhiều quá vậy? Nói cái gì mà rối tùm lum tùm la, ba cái vụ nuôi không à. Rồi thì thứ tư đi. Dạ tài khoản thứ tư là con của má con. Là mày á à? Dạ không, là chị con. Trời ơi, chị của mày thì nói chị mày đi, mày đặt con của má mày. Cái thằng này sao nó rắc rối ghê vậy đó. Một lát là mày không rối mà tao rối đi nè. Dạ. Tự nhiên cái gì con má con rồi con nuôi rồi con ba nuôi rồi đẻ con nuôi rồi ôi bà ngoại mày nuôi. Ghê cơ, mày làm cho tao không hiểu cái gì luôn á. Dạ không phải cô, tại vì cái này không phải là chị ruột của con. Con của má con á là tại vì má con có một bà con nuôi mà bà này bà lớn hơn con nên con kêu là chị con chứ thật ra không phải là chị con mà chị con mới là chị ruột của con. Con kêu con của má con để con biết này là con nuôi của má con chứ không phải là chị ruột của con. Thì nói tóm lại bây giờ thôi, nói con gương chị của mày là con nuôi của má mày đi phải không? Dạ. Trời ơi trời, thiệt tình á, ngày nào mà tao gặp mấy thằng như mày chắc tao điên luôn á. Thôi người thứ năm đi. Dạ người thứ năm là má của má con. Bà ngoại mày. Dạ không phải. Sao má? Nè bây giờ tao phân tích luôn nè. Má, má mày nè. Dạ. Rồi má của má mày là phải là bà ngoại mày đẻ ra má mày không? Đúng không? Là bà ngoại mày là má của má mày mà má mày là con của bà ngoại mày mà má. Rồi mày ghi luôn đi. Rồi nói luôn. Rồi. Rồi bà ngoại. Dạ không phải cô ơi, cô phân tích thì đúng rồi, cái đó là bà ngoại. Nhưng mà má của má con là không phải bà ngoại con. Tại vì má con có nhận bà má nuôi. Thì con kêu vậy để cho cô đừng có lộn là má của má con là bà ngoại con. Chỉ là má nuôi của má con thôi. Ủa cho tao có ý kiến chút nha. Dạ. Sao gia đình mày khoái nhận đồ con nuôi đồ quá vậy? Có 5 triệu à, mà nhận con nuôi từ đầu làng tới cuối làng. Lần sau đừng có vậy nghe chưa. Dạ. Gom một lần gửi có 5 triệu, 10 triệu. Gửi chi cho mắc công vậy, là lỡ đi giữa đường là tự nhiên hết xăng có phải vô rút không? Nè, dạ. Em cầm đi, đưa đi 5 triệu đây. Dạ mà cô ơi. Gì? Cô cho con nói cô cái là bữa nay con chưa có tiền. Vậy chứ mày tới đây. Con tới nói trước với cô, mai má con mới gửi tiền dưới quê lên. Mày chuẩn bị mày cũng nói tao. Tao đâu có cần mày phải biện minh, mày nói với tao là mày chuẩn bị mày tới đây. Trời ơi là trời, thiệt tình á, mày làm tốn tờ giấy nữa. Không có tiền thì đừng có lợi ngân hàng người ta. Chứ không có tiền là lợi đi để nó chuẩn bị. Thôi mày đi đi mày. Mày đi về. Dạ, thôi con đi. Là con gái phải xinh. Hello. It's me. Mệt dễ sợ nhưng mà anh nhìn anh cái là hết mệt. Chào em. Chào anh. Em đẹp quá. Cảm ơn anh.
Em sửa cái mũi đâu mà nhìn đẹp quá vậy? Tự nhiên lắm á, nhìn không có biết mũi sửa luôn á. Không biết mũi sửa mà hỏi ở đâu? Muốn gì đây? Em cho hỏi là mình là ngân hàng Tận Tâm hả? Không có đi học hả trời? À, nãy ngoài kia là nó biên là ngân hàng Tịnh Tâm. Tịnh Tâm là ngồi yên chỗ Tịnh Tâm, còn đây là Tận Tâm là phục vụ tận tình đó, hiểu không? Hiểu mà. Hiểu không? Thôi hầu hỏi thôi. Hỏi gì hỏi hoài, nãy giờ không biết tới đây làm gì mà hỏi không à. Cho hầu rút đi. Bây giờ sao rút nhiêu? 2 triệu. À mẹ, nãy thằng kia gửi 5 triệu, giờ rút 2 triệu. 2 triệu xong ra cái cột đứng rút. Cái cột gì? MTV. Bậy, MTV là cái kinh ca nhạc, cái máy ADN. ADN là thử máu. CNN. Đó, cái này mới bậy nè. CNN là cái đài tin tức ATM. Thí dụ mình rút ít á, mình cứ ra cây cột đó mình rút. Nhưng mà không biết cách rút gì làm sao? Dạ đâu phải ai cũng chỉ mình. Mà ủa, tôi rút 2 triệu mà sao em khó tôi quá vậy? Tôi không có khó, nhưng mà cái luật ở đây là rút 2 triệu là được rút ở phía ngoài. Nãy giờ tôi thấy em khi dễ tôi lắm á. Ít nhất bao nhiêu em nói luôn cho rồi đi. Tôi mệt. Tệ lắm là phải 10 triệu. Rồi thì rút 10 triệu phải không? Không, 2 tỷ. Cho hầu rút 2 tỷ. Tiền lẻ mệnh giá 5 ngàn. 3 tiếng nữa hầu ghé hầu lấy nha em. Thấy rồi. Trời ơi. Cái giờ chị Hiền vậy? Không phải, tính tôi dễ thương lắm. Ừ. Tại vì cái luật mà em làm đúng thôi. Em, mày mốt góp ý. Dạ. Ta rút như thế kệ mẹ người ta. Ta rút tiền chứ ta không có rút cái cây trong mũi em ra, em đừng có. Ờ, 2 tỷ với anh. Em cẩn thận chứ, để kéo ngồi nó rớt hết đồ của em ra đó. Quá là quá em á. Ý, đâu lại. Đó, đúng rồi. À. Em coi chừng nha, em coi chừng nha. Nó tán vô mặt em rớt cái càm ra đó, mệt á. Anh cũng coi chừng rớt mũi á. Đó. Còn bọc nữa. Có. Đó. Em phóng mẹ ra đưa luôn chứ em khiêng chi cho cực vậy trời. Đây đây. Buông ra đi em. Ai dạ. Trời ơi, sao đưa mà tìm đưa cái đầu vô chi? Đưa đầu đâu, anh nắm đầu. Em đưa cái đầu ra. Đưa cái mặt đây. Nè. Rồi. Đầu nó nhắn mà em ơi. Kéo ra lên. À. 2 tỷ nặng anh ha. Trời mẹ ơi, có tiền nhiều nó mệt vậy đó em. Em rất là em đau quá. Trời ơi, xin lỗi em nha. Xin lỗi em lắm luôn á. Trời ơi. Rồi được rồi. Hậu lấy 2 triệu thôi, còn nhiêu gửi lại hết. Cái gì? Ông muốn chơi tôi hả? Tôi nói cho em nghe nha. Em là hàng phát loại 3 chứ không phải là hàng sida loại 1 đâu mà em chảnh. Nè, nhớ kỹ mặt thằng này nha. Tôi là Tư Hậu nè. Mình là Trấn Thành. Nếu như các bạn thích series hài Tôi Là Tư Hậu và các bạn muốn xem những clip là vui nhộn, những hoạt động mới nhất của Trấn Thành thì xin hãy nhấn nút đăng ký ở phía dưới. Hãy làm ngay nhé. Hãy đến với Trấn Thành Town. I love you. $15,000 hai đôi quẹo lừa.